Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà. Hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố cùng 65 thành ở lĩnh ngoại đều nhất tề hưởng ứng. Việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay. Xem thế cũng đủ biết hình thế đất nước Việt ta đủ để có thể dựng được nghiệp bá vương. Như ai đó đã nói rất đúng rằng, người tài nhất chính là người có khả năng khơi dậy và sử dụng được tất cả tài năng của những người khác. Nếu lấy câu này làm tiêu chí để xét, thì quả thật trong những năm đầu công nguyên, Hai Bà Trưng chính là những người tài giỏi nhất. Hai Bà Trưng và các vị tướng lĩnh từng sát cánh chiến đấu đầy hiệu quả bên cạnh hai bà. Trong số đó, không thể không kể đến công lao của vị nữ tướng tên Quý Lan. Bà không chỉ là một người tài sắc vẹn toàn, mà còn là một giai thoại trọn lòng quả cảm và tận trung. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng ngược dòng lịch sử để tìm về những ngày tháng oanh liệt của vị nữ tướng hiển hách này. Các bạn cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để kịp thời cập nhật những thông tin mới thú vị nhất. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Hai Bà Trưng là dòng dõi lạc tướng ở Mê Linh. Cha mất sớm, hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị được mẹ là bà Mang Thiện, cháu ngoại Hùng Vương nuôi dạy cẩn thận, sớm hình thành tinh thần yêu nước và thượng võ. Thời đó, nhà Hán đô hộ nước ta, cử Tô Định làm thái thú giao chỉ, bộ phận trung tâm của nước Âu Lạc cũ. Tô Định vốn nổi tiếng tham lam, tàn bạo, gây nên bao nỗi oán thán, uất hận trong nhân dân. Năm 20 tuổi, Trưng Trắc kết duyên cùng Thi Sách là con của một vị lạc tướng. Có tài liệu nói Thi Sách họ Đặng, lúc ấy làm quan lệnh doãn huyện Châu Diên, vùng Đan Phượng, Hà Đông xưa và Từ Liêm, Hà Nội. Vốn là một chàng anh tuấn, một hôm Thi Sách cùng Trưng Trắc đi săn và quyết hạ một con hổ lớn. Với tài thiện dạ, Trưng Trắc bắn một mũi tên hiểm trúng mắt hổ, làm nó phải khựng lại khi đang đà lao vào Thi Sách. Nhưng Thi Sách đang phấn khích đã không nhận biết sự việc ấy. Chàng dũng mãnh xông tới dùng lao đâm chết hổ. Thế rồi, khi hai vợ chồng sát vào bên con hổ đang dãy giụa, Trưng Trắc đã nhanh tay lén rút mũi tên của mình giấu đi để nhường công giết hổ cho chồng. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó, người vợ ấy đã phải hứng chịu thảm họa khốc hại, nước mất nhà tan. Thi Sách, con người nhìn thấu tỏ thực trạng bi đát của dân tộc và nặng lòng yêu nước xót dân, đã ngày đêm nung nấu ý chí cuột khởi đánh đuổi bọn thống trị Đông Hán để khôi phục giang sơn của Hùng Vương thủa trước. Cùng với mẹ vợ là bà Mang Thiện, ông đã bắt đầu chu tính công cuộc xướng nghĩa trên vùng đất Mê Linh. Nếu không sớm trừ khử kẻ hào kiệt nguy hiểm này, thì rất có thể chỉ một sớm một chiều, dân giao chỉ sẽ nhập lại thành một khối, nên chúng bày mưu giết chết Thi Sách. Mối thù nhà nợ nước ngất trời đã khiến Trưng Trắc, đệ nhất cần quắc anh hùng của đất Mê Linh, không còn kiềm chế được nữa. Bà đã lập tức cùng em gái là Trưng Nhị, với sự giúp dập của mẹ là bà Mang Thiện, của hai vợ chồng bà gia sư Tạ Thị Cẩn, đứng lên phất cờ giấy nghĩa. Hào kiệt bốn phường nghe danh mà tới quy hàng dưới trướng. Trong số đó, không thiếu những vị nữ trung hào kiệt khắp các vùng, bao gồm cả nữ tướng Quý Lan. Về thân thế của bà, tương truyền ở huyện Chí Linh, Bãi Lũng Động có hào trưởng Nguyên Hồ lấy vợ người cùng làng là Trần Thị Ý. Vợ chồng đều trung hậu được mọi người quý mến. Nhà có của mà không có con, tuổi đã gần 50, hai vợ chồng vẫn không được vui vẻ. Chí Linh là nơi quan đô hộ thường quấy nhiễu, vơ vét, huyện lệnh tham tàn hống hách. Nhân dân rất khổ cực, ta thán không cùng. Vợ chồng Nguyên Hồ cũng không tránh khỏi bị giặc ức hiếp, gây phiền nhiễu. Nay phải nộp tiền, mai dâng đồ quý nên trong lòng bực bội. Một hôm, chồng bàn với vợ, đất Chí Linh người đông thóc nhiều, thật là nơi quý địa, nhưng cũng vì thế mà giặc càng ra tay vơ vét và hà hiếp dân lành. Chúng ta ở đây cũng không thoát được sự trói buộc của chúng. Chỉ bằng chúng ta lánh tìm nơi non xa núi thẳm mà ở, một gánh ra đi chưa đa mang con bồng con bế nên cũng thật nhẹ nhàng. Hai vợ chồng ra tay làm hàm nhai đến đâu mà chả sống được. Vợ gật đầu khen phải, bán rẻ vườn ruộng nhà cửa, làm lễ bái yết từ đường, chào biệt họ hàng làng xóm rồi cùng nhau cất bước. Hai vợ chồng ngày đi đêm nghỉ từ biển lên rừng, có khi ngắm trăng nơi điếm cỏ, có khi hứng gió trốn đồng không. Chiều hôm đủng đỉnh bến đỏ ngang, rạng sáng tròn vòn vóc núi, mắt được ngắm cảnh đẹp non sông hùng vĩ, thêm lòng phấn khích, lại được thấy bao nỗi lầm than của dân chúng, thêm dạ căm thù. Chẳng bao lâu, hai vợ chồng tới một nơi phong cảnh âm u, rừng lim xanh ngắt, khe nước quanh co, núi cao tiếp núi thấp, rộng lượn chân vò,
làng bản xa xa thấp thoáng mới bàn nhau nơi đây hẳn là ở được. Hỏi thăm mới biết đó là Trang Tích Luyện. Hai vợ chồng xin với các cụ và dân Trang cho cư ngụ rồi dựng nhà làm nương, từ đó ở lại với núi rừng. Một đêm, Nguyên Hồ thiêu thiêu tự án, chợt thấy có một cụ già râu tóc bạc phơ, chống gậy trúc lững thững đi tới, vỗ vai Nguyên Hồ. Nguyên Hồ choàng dậy. Cụ già vuốt râu cười, rút trong tay áo ra một cành lan bạch diệp trắng muốt, trao cho Nguyên Hồ rồi biến mất. Nguyên Hồ tỉnh ra, biết là mộng, bàng hoàng vui sướng, vội vào phòng trong thuật lại giấc mộng lạ cho vợ nghe. Bấy giờ, trăng rọi qua song chiếu vào chiếc giường tre. Hai vợ chồng Nguyên Hồ vui vẻ chuyện trò câu to câu nhỏ. Ít lâu sau, Trần Thị Y sinh một con gái, đặt tên là Quý Lan. Quý Lan lớn lên xinh đẹp khác thường, đoan trang hòa nhã, được bố mẹ chiều chuộng coi như viên ngọc trên tay. Quý Lan được theo học chữ, học một biết mười, nét chữ bay bướm mềm mại, cũng đôi khi làm thơ vịnh phong cảnh và ngụ ý mình. Nguyên Hồ thấy con sáng dạ nên rất vui lòng, nhưng ông nghĩ thời gian này gái cũng như trai, có văn tài không đủ mà còn phải biết binh thư vũ nghệ mới có thể chống được cường quyền đô hộ. Nghĩ như vậy nên Hồ Công lại đón thầy võ về chỉ bảo Quý Lan. Quý Lan đến tuổi trưởng thành, văn võ toàn tài, nhan sắc đằm thắm. Ông bà Nguyên Hồ vui sướng khôn cùng, chỉ mong con sớm thành gia thất. Nhưng khi ông bà mang chuyện chồng con ra nói với con gái, Quý Lan chỉ cười, xin bố mẹ chớ vội vàng. Khi ấy, đúng vào dịp nghe danh Hai Bà Trưng nổi dậy, cầu các bậc anh kiệt cùng hợp sức cứu nước, Quý Lan tìm đến Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng gặp Quý Lan như gặp người tri kỷ, cùng nhau chuyện trò không biết chán. Bà Trưng kết nghĩa chị em với Quý Lan, giao cho đi chiêu dụ các gái tài để xung vào quân nội thị gần cận xung quanh hai bà và tìm người trí dũng ra cầm quân. Quý Lan đi một thời gian, chiêu dụ được một người ở thôn Ngạnh, huyện Tử Liêm, một người ở Mộ Chu, huyện Bạch Hạc, một người ở Vân Thụy, một người ở Nhật Chiêu. Họ đều đem quân bản bộ về với hai bà. Sau đó, Quý Lan lại được giao đi vận động các quan lang phụ đạo. Quý Lan được về thăm bố mẹ, rồi tụ họp dân binh năm Trang Tinh Luyện, Thản Sơn, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Liên Hồ, lập thành quân bản bộ được 500 người. Hai Bà Trưng có 9 chi quân mã, họp với quân các nơi được 6 vạn người, khí thế mạnh như nước triều dâng, mới định ngày tế cờ khởi nghĩa. Quý Lan được giao ấn nội thị tướng quân, ngày đêm gần gận trưng nữ chủ. Dẹp xong Tô Định, quét giặc khỏi bờ cõi, Bà Trưng lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh. Quý Lan được phong là An Bình công chúa. Vua Trưng cho phép An Bình công chúa về thăm bố mẹ và cho lập cung ở Thản Sơn. Có ngày tiết xuân thư thả, vua Trưng cho mời An Bình công chúa vào triều cùng bàn việc nước, rồi giữ An Bình nghỉ lại nơi cung hàng ngày trò chuyện. Một hôm, vua Trưng nói với An Bình rằng, nay em đã lớn tuổi, nước được thanh bình, sao không nghĩ tới việc lập gia đình để nuôi dõi tông đường, báo hiếu cho bố mẹ. An Bình công chúa mặt đỏ như gốc chín cúi đầu không biết nói sao. Vua Trưng gọi em là Bình Khôi công chúa bảo rằng, em có biết chàng nam tử nào xứng đáng sánh đôi cùng An Bình công chúa hay không? Bình Khôi vui vẻ cười nói, kể ra thì cũng có nhiều chàng hào kiệt đã từng cùng chúng ta vào sinh ra tử cứu nạn nước, lập công to. Nhưng cứ theo ý em xin làm mối cho An Bình một người này, chẳng biết em An Bình có ưng ý hay không? Sau đó, Trưng Vương đứng ra làm chủ hôn cho An Bình hợp duyên cùng tướng quân họ Đinh, quê Trang Đào Khê bên sông Đà, nhà nối đời làm quan lang phụ đạo. Mã Viện vâng lệnh Hán Đế mang 3 vạn quân sang xâm lược nước Nam. Được tin cấp báo, Quý Lan nương mang quân bản hộ ngày đêm đi gấp đến Mê Linh hội cùng Trưng Vương. Mã Viện tiến quân qua cửa ải Lạng Sơn. Trưng Vương chia quân các ngả chống đánh. Mã Viện vây vua Trưng ở Lãng Bạc. Vua Trưng rút quân về Cấm Khê. Quý Lan ngày đêm theo sát vua, giữ đội nữ vệ quân, đêm thường không ngủ. Giặc tiến đánh, hai bà đón đánh quân Mã Viện ở ngã ba Bạch Hạc. Hai quân đánh nhau một trận lớn, Quý Lan nương hai tay hai kiếm, máu giặc nhuộm đỏ cả áo giáp, quyết bảo vệ vua Trưng, không cho giặc phạm đến. Giặc vây kín bốn mặt, quân nam tan, vua Trưng cùng Quý Lan chạy tới Gò Mai xuống ngựa ngồi nghỉ ở gốc cây, lắng nghe quân Mã Viện hò reo khắp các ngả. Biết việc lớn đã hỏng, vua cầm tay Quý Lan nương ứa nước mắt mà rằng, ta với em, nghĩa là vua tôi, tình là chị em. Này gặp lúc thế cùng, việc ngặt nói sao cho xiết. Hai chị em đang lúc bối rối, giặc đã ập đến. Vua Trưng nhìn Quý Lan mà cười rồi tắt thở. Lúc đó chỉ có Quý Lan nương
và 20 nữ cấm quân ở bên cạnh vua. Giặc xông vào cướp xác vua. Quý Lan đặt thi hải vua lên ngựa cùng các nữ cấm quân quyết chiến mở đường máu chạy về phía núi Hùng. Giặc họ hét rượt theo. Đang cơn nguy cấp, Quý Lan chợt thấy có một đạo quân kéo đến đi đầu là chồng mình. Đinh tướng quân nói với Quý Lan, ta cũng bị thương nặng khó sống nổi, nay ta quyết chặn đứng địch lại đây. Nàng đưa vua về Hy Sơn an táng, rồi tìm nơi sinh đẻ, nuôi con khôn lớn sẽ mưu việc lâu dài. Quý Lan nương ứa nước mắt, không nói được lời nào, thúc ngựa phóng nhanh. Tới Hy Sơn đắp mộ vua, Quý Lan nương vừa rút khỏi Hy Sơn một quãng thì giặc ập đến. Quý Lan ngoảnh lại, chỉ còn 11 nữ hào kiệt cầm quân. Người nào quần áo cũng đẫm máu với mồ hôi, dung nhan phờ phạc. Quý Lan bảo các tướng quân, nay ta cố đánh, em nào chạy được thì cứ tự tìm đường chạy, mưu việc về sau. Nếu chạy không thoát, chỉ có một cái chết, quyết không để giặc làm ô nhục. Các nữ hào kiệt đều không nói, vây quanh Quý Lan chờ giặc. Giáp chiến hồi lâu, Quý Lan bị thương nặng ở sườn, thai trong bụng cựa quậy. Bụng đau như rùi đâm, tưởng đã ngã ngay tại trận tiền. Tướng giặc thấy Quý Lan xinh đẹp, muốn bắt sống để lập công. Hô quân chỉ vây bắt mà không được dùng đến cung tên. Nhờ giặc đắc chí trễ chàng, Quý Lan lia gươm thoát được vòng vây cùng các nữ binh vượt sông Lô rút về Thản Sơn. Dân Nam Trang mừng rỡ đón ăn mừng công chúa. Công chúa cùng các cụ và dân Trang trò chuyện hồi lâu rồi đi nghỉ. Vài hôm sau, giặc dò biết đem quân đến vây Trang. An Bình công chúa cưỡi ngựa trắng, múa hai kiếm cùng dân đinh ra trận. Đánh được hồi lâu, An Bình công chúa thấy bụng quặn đau, bèn ngồi nghỉ dưới bóng một cây gạo lớn. Một lúc, nàng đứng dậy, nhìn xuống thấy chỗ ngồi có máu, tự thấy trong người mệt mỏi khôn cùng. Nương nương biết là động thai, bèn hạ lệnh cho quân dồn giặc ra xa, rồi cùng vài nữ binh thân tín tìm lối tránh vào núi. Nghe tiếng quân giặc reo vang xa xa, biết thế đã hết lực đã tận. Nghĩ tiếc vua, thương chồng, xót hòn máu trong bụng không được làm người. Quý Lan thổn thức bồi hồi, truyền cho các nữ binh lui về. Quý Lan nương thả ngựa bên suối xuống tắm rửa, rồi lên núi ngửa mặt kêu trời, quẻ kiếm tuẫn tiết, hồn bay tìm vua Trưng và đinh tướng quân. Là phận nữ nhi, nhưng chưa bao giờ khuất phục đầu hàng, đứng trước cường quyền, không khom lưng hầu hạ. Đó là những đức tính cao đẹp có thể thấy được ở những vị nữ tướng của ta. Không chỉ An Bình công chúa, mà dưới trướng bà Trưng còn nhiều vị nữ tướng khác cũng là bậc tài danh. Trong số đó, nổi bật là Ngọc Trinh, cũng tức là Lê Ngọc Trinh hay Ả Chàng. Hai tên gọi đầu có lẽ là do người đời sau kính cẩn đặt cho, chứ tên gọi phổ biến nhất vẫn là Ả Chàng. Theo thần tích ở đền Lũng Ngoại, tức đền Lũng Ngòi, nay thuộc xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, thì Ả Chàng là em ruột của Ả Trạ, còn có tên khác là Ngọc Thanh. Hai chị em cùng nổi tiếng xinh đẹp và khỏe mạnh. Cha mẹ chẳng may nối nhau qua đời sớm. Ả Trạ vì có nhan sắc hơn người nên bị quan đô hộ ở địa phương bắt về làm thiếp và sau đó chưa được bao lâu thì mất. Ả Chàng tức giận, tập hợp lực lượng để chống lại quan nhà Hậu Hán. Binh sĩ Tô Định hễ đi qua khu vực Lũng Ngoại thì thế nào cũng sẽ bị Ả Chàng bất ngờ tấn công. Giặc phải bao phen thất trận, lòng rất oan ức nhưng chưa biết đối phó bằng cách nào. Khi được tin hai bà Trưng phát động khởi nghĩa ở Hát Môn, Ả Chàng liền đem quân theo về. Nhờ lập được nhiều công lao nên sau khi dẹp yên Tô Định, Ả Chàng được Trưng Nữ Vương phong làm công chúa, chức đại tướng. Khi Mã Viện đem quân sang đàn áp, Ả Chàng đã chỉ huy cuộc chiến đấu rất dũng cảm tại Gò Mây, nay cũng thuộc xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tương truyền, có lần đang hăng hái xông trận thì thanh gươm bị rơi. Ả Chàng liền cởi ngay giải thắt lưng, cột đá vào một đầu để làm vũ khí, vung lên đánh cho cả đám giặc Đông phải hoảng sợ mà bỏ chạy tán loạn. Nhưng rồi sức tàn lực kiệt, Ả Chàng đành phải nhảy xuống đầm sen lớn ở Gò Mây để tuẫn tiết. Năm đó, Ả Chàng 20 tuổi, nhân dân địa phương đã cùng nhau tôn tập đền thờ Ả Chàng tại Lũng Ngoại như đã nói ở trên. Một người khác là Ả Nang công chúa và chồng là Hùng Bảo hộ quốc công. Ả Nang cũng tức là Trần Nang. Đầu công nguyên, do quan đô hộ của nhà Hậu Hán là Tô Định quá tham lam và tàn ác nên ai ai cũng đều oán hận. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ. Trong đó, lớn mạnh nhất là cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng. Theo thần tích ở đền Tuyền Liệt, nay thuộc huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, thì lúc bấy giờ, Ả Nang đã cùng chồng là Hùng Bảo tập hợp được trên 200 người và chia làm hai đội quân, tình nguyện chiến đấu dưới ngọn cờ của hai bà Trưng. Sau khi đánh đuổi được Tô Định, Trưng Nữ Vương phong cho Hùng Bảo làm hộ quốc công, còn Ả Nang được phong làm công chúa.
hai người cùng nhau về lại đất Tuyền Liệt và tổ chức khai hoang mở mang điền sản. Lúc Mã Viện đem quân sang đàn áp, cả hai vợ chồng Hùng Bảo và Ả Nang đã nhận lệnh Trừng Nữ Vương trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh lớn, gây cho giặc nhiều tổn thất nặng nề. Nhưng sau khi Trừng Nữ Vương thua trận ở Lãng Bạc, Hùng Bảo và Ả Nang cũng phải chịu thất bại. Hai vợ chồng đã anh dũng hy sinh ở khu vực cách Tuyển Liệt không xa lắm. Bát Nàn công chúa cũng là bậc nữ tướng thiện chiến. Theo truyền thuyết dân gian vùng Phú Thọ thì Bát Nàn còn có tên khác là Thục Nương. Truyền thuyết nói Bát Nàn có họ và tên đầy đủ là Vũ Thị Thục. Nhưng điều này chắc là do người đời sau tự ý thêm vào, chứ ở đầu công nguyên người Việt chưa có họ. Người Trang Phượng Lâu này là xã Phượng Lâu, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Theo thần tích xã Phượng Lâu thì Bát Nàn là người nổi tiếng xinh đẹp và nết na. Lớn lên, bà được gia đình hứa gả cho một chàng trai người cùng Trang Phượng Lâu. Thái thú Tô Định nghe tiếng bà, bèn sai người tới hỏi bà làm thiếp. Bị từ chối, Tô Định liền bí mật giết chết cha bà và sai quân đến tận Trang Phượng Lâu để bắt bà về cho mình. Vì quá uất ức, Bát Nàn đã chém chết khá nhiều quân sĩ của Tô Định rồi chạy về Trang Tiên La, này cũng thuộc huyện Phong Châu. Ở đấy, nhờ được sự ủng hộ của nhân dân nên Bát Nàn đã tổ chức lực lượng vùng dậy chống ách đô hộ của nhà Hậu Hán. Năm 40, khi vừa phát động khởi nghĩa, nghe tin Bát Nàn cũng là người cùng chí hướng với mình, lại đang có sẵn lực lượng trong tay, Hai Bà Trưng liền cho người tới mời họp sức. Bát Nàn đã đồng ý và kể từ đó, bà đã từng trải qua ba phen trực tiếp cầm quân Tả Sùng Hữu Đột đánh cho quân đô hộ Hậu Hán thất điên bát đảo. Nhờ có công lớn, bà được Trưng Nữ Vương phong công chúa, chức đại tướng và được trao quyền chỉ huy quân tiên phong đóng tại Trang Tiên La. Khi Mã Việt đem quân sang đàn áp, Bát Nàn đã chiến đấu rất anh dũng, gây cho địch những tổn thất rất lớn. Nhưng rồi vì thua kém cả về thế lẫn lực, Bát Nàn đã buộc phải thua trận và tuẫn tiết ngay tại Trang Tiên La. Một người khác là Đào Nương Công Chúa, tức Đế Nương Công Chúa hay Hồ Đề, người Trang Đông Cao, nay thuộc xã Đông Cao, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, sau di cư đến động Lã Mai, nay cũng thuộc huyện Mê Linh. Theo thần tích ở Trang Đông Cao thì Đào Nương là người nổi tiếng xinh đẹp và võ nghệ cao cường. Chưa đầy 20 tuổi đã có thể thuần phục được lũ ngựa bất kham và bắt sống được cả voi trắng chéo ngà rất hung dữ ở động Lão Mai. Nhân lòng ám giận của nhân dân đối với chính quyền đô hộ nhà Hậu Hán, lại thù Tô Định đã giết hại cha mình, Đào Nương đã rời Trang Đông Cao đến cư ngụ ở động Lão Mai. Tại đây, được nhân dân động Lão Mai và các vùng lân cận hết lòng ủng hộ. Đào Nương đã tập hợp lực lượng để cùng nhau đánh đuổi quân đô hộ. Nghĩa quân Đào Nương từng đánh cho Tô Định nhiều trận hiểm hóc, khiến cho Tô Định rất căm tức. Đến năm 40, hưởng ứng lời kêu gọi của Hai Bà Trưng, Đào Nương đã đem quân theo về. Nhờ giàu tài năng và lòng dũng cảm hiếm thấy, Đào Nương được Trừng Nữ Vương phong làm Đào Nương Công Chúa và trao chức Phó Nguyên Soái. Sau khi Trừng Nữ Vương qua đời, Đào Nương Công Chúa vẫn còn tiếp tục cầm quân chiến đấu thêm một thời gian nữa. Một hôm, Đào Nương Công Chúa bí mật về thăm mộ Trừng Nữ Vương, chẳng ngờ bị Mã Viện phát hiện và truy đuổi giáo giết. Đào Nương Công Chúa phóng ngựa chạy mãi đến sông Mục Đức, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, rồi tuẫn tiết ở đó. Và nữ tướng Lê Chân, vị nữ trung hào kiệt nức tiếng một thời. Theo ghi chép của thần tích đền nghè ở An Biên, nay thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, thì Lê Chân vốn quê ở vùng nay thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Cha mẹ bị Tô Định hãm hại, nên Lê Chân đã phải uất ức bỏ xứ mà đến đất An Biên. Chính Lê Chân là người đã đứng ra tổ chức khai hoang và lập ra làng này vào năm bà mới 19 tuổi. Cũng tại An Biên, Lê Chân đã lập ra đội dân binh gồm đủ cả nam lẫn nữ. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ cho dân làng, đội dân binh An Biên còn chủ động tổ chức những trận tấn công rất bất ngờ vào lực lượng quân đô hộ. Tô Định rất tức tối nhưng cũng tỏ ra rất lúng túng trong kế sách đối phó. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, Lê Chân đã đem toàn bộ quân sĩ của mình theo về. Năm ấy, bà mới 22 tuổi. Quân giặc rất sợ tài thao lực của bà, chúng gọi bà là Đông Hải Kình Ngư, con cá kình của Biển Đông. Lê Chân là một trong những nữ tướng xuất sắc của Hai Bà Trưng, được Trưng Nữ Vương phong làm Lê Chân Công Chúa. Và cũng như hầu hết các tướng lĩnh khác của Hai Bà Trưng, Lê Chân Công Chúa đã anh dũng hy sinh trong khi đang chiến đấu chống cuộc đàn áp tàn khốc của Mã Viện. Ngoài những tấm gương tiêu biểu này, còn rất nhiều người phụ nữ khác đã gia nhập đội quân của hai bà và giành được nhiều chiến công, góp phần đánh tan quân xâm lược khi ấy,
khiến tướng địch cứ nghe danh là sợ hãi. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.